Xin chào các bạn. Hôm nay mình nói về bài đau bụng kinh. Trước khi mà vào thực hành, mình nói sơ qua về những nguyên nhân của bệnh đau bụng kinh. Ở nữ giới, vấn đề về stress, vấn đề về căng thẳng và cái giấc ngủ không có đồng đều, thức khuya, nó cũng làm tác nhân gây nên bệnh đau bụng kinh trầm trọng hơn. Ngoài ra, về vị trí đặc biệt bất thường của tử cung, về cấu tạo cũng góp phần làm nên cái bệnh đau bụng kinh. Chúng ta nên để ý tới ăn uống, tránh ăn đồ lạnh, tránh ăn những cái thực phẩm khó tiêu. Và có một điểm đặc biệt mà chị em thường mắc phải, đó là đặt vòng tránh thai, thì đó cũng có thể là nguyên nhân gây nên đau bụng kinh. Thì vấn đề đau bụng kinh chúng ta có thể xử lý đơn giản nhất là chườm nóng tại vị trí đau. Và sau đây mời các bạn vào phần thực hành để chúng ta xem những cái cách đơn giản bằng phương pháp diện chẩn. Mình bấm huyệt trên mặt để làm giảm bớt triệu chứng. Nhưng nếu mà tình trạng nó không khả quan hơn sau vài lần điều trị, chúng ta nên đi khám phụ khoa để loại suy những trường hợp có thể nguy hiểm. Dạ, xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thực hành bài đau bụng kinh dành cho chị em phụ nữ như đã nói lúc đầu. Thì trước tiên tôi sẽ chỉ một số cái vùng quan trọng. Nếu quý vị không nhớ được nhiều, quý vị đang chạy xe, quý vị có thể bấm liền, đơn giản hơn. Đây là cái vùng huyệt, vùng bụng nói chung của chúng ta. Và huyệt quan trọng nhất là huyệt 127. Thì như đã nói trong diện chẩn, chúng ta chữa vùng. Khi quý vị có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường ở vùng bụng, chúng ta hãy nghĩ ngay đến huyệt 127. Và chúng ta cũng không cần phải que giò hay dụng cụ gì đặc biệt. Chúng ta chỉ có thể để ngón tay lên và chúng ta giữ 10 giây. Nếu bớt chúng ta bỏ ra, không bớt chúng ta lại làm lại vài lần như vậy, thì cái triệu chứng đau bụng nó sẽ giảm bớt. Huyệt quan trọng thứ hai chúng ta cũng cần nhớ là huyệt số 0. Thì như đã nói ở những bài trước, huyệt số 0 là một trong tứ đại huyệt của diện chẩn. Nó có rất nhiều tác dụng bổ trợ cho sức khỏe và điều hòa tim mạch, huyết áp. Thật ra khi quý vị có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, quý vị có thể nghĩ ngay đến huyệt số 0. Mình đang chạy xe thì một tay mình lái, một tay mình có thể đè lên huyệt số 0 để ổn định huyết áp, hoặc là những cơn chóng mặt thoáng qua. Thì trong trường hợp này là đau bụng kinh, chúng ta cũng có thể sử dụng huyệt số 0. Chúng ta sẽ bấm khoảng 10 giây. Sau đó chúng ta lại lấy ra, tùy vào tình trạng nhiều hay ít để chúng ta quyết định bấm tiếp vài lần nữa hay không. Bây giờ tới thủ thuật thứ ba, cũng rất là đơn giản để giải quyết cái vấn đề triệu chứng về đau bụng kinh. Theo thuyết đồng ứng của diện chẩn, khi chúng ta nắm tay lại, nắm tay lại như vậy, thì cái phần này sẽ là con người của chúng ta. Đây cũng là một trong những cái thuyết quan trọng của diện chẩn và rất là thú vị. Đây sẽ là đầu, như vậy phần này sẽ là bụng, phần này sẽ là lưng. Thì đồng ứng vùng bụng chúng ta sẽ có một cái điểm, nó sẽ xuất hiện điểm đau ở khoảng này khi chúng ta đau bụng kinh. Lúc đó chúng ta sẽ tự cảm nhận, vừa bấm vừa cảm nhận, tìm cái điểm đau nhất và chúng ta đè, không cần phải quá mạnh. Chúng ta cũng giữ như vậy 10 giây ở cả hai tay. Thì đó cũng là một trong những cái biện pháp hữu hiệu để làm giảm triệu chứng đau bụng kinh. Vậy là ba cách đơn giản. Và bây giờ chúng ta vào cái phần thực hành vừa huyệt chi tiết trên khuôn mặt của chúng ta.
Đầu tiên chúng ta sẽ dùng đầu que giò lớn, chúng ta sẽ đánh vùng huyệt 127. Vùng thứ hai là bờ môi trên. Xin nhắc lại, vùng này có những huyệt làm tăng huyết áp cũng như có thể làm động thai. Thật ra mong quý vị lưu ý, nếu quý vị có vấn đề về huyết áp cao và vấn đề về đang mang thai thì chúng ta có thể bỏ qua vùng này. Vùng thứ ba là hai bên mang tay. Xong, bây giờ chúng ta tới cái phần bấm huyệt. Huyệt đầu tiên chúng ta cũng sẽ bấm là huyệt 127. Xin nhắc lại cho những quý vị nào chưa rõ vị trí chính xác, huyệt 127 chúng ta sẽ lấy giữa cái đường cong của ụ cằm. Chúng ta lấy từ nhân trung, chúng ta kéo thẳng xuống và bắt buộc nó phải nằm trên cái viền cong của ụ cằm. Huyệt thứ hai là huyệt 156, là huyệt tăng cường tính miễn nhiễm. Huyệt này chúng ta lấy cuối đường cong của ụ cằm hoặc từ khóe mắt trong, chúng ta kéo thẳng xuống và cũng nằm trên cái viền cong của ụ cằm. Chúng ta tiếp tục huyệt thứ ba là huyệt 19. 19 sẽ làm điều chỉnh sự co giãn cơ. Huyệt 63 chúng ta lấy giữa rãnh nhân trung. Huyệt này liên quan tới tử cung, làm thăng khí. Những vùng nhân trung này quý vị lưu ý, nếu có mụn quý vị không được bấm, và bấm nhẹ tay lại ở những cái vùng nhạy cảm như là nhân trung. Bây giờ tôi đi tiếp, đang bấm là huyệt số 7. Huyệt này về buồng trứng cũng như làm ấm vùng bụng và tỳ vị. Huyệt này chúng ta lấy giữa rãnh nhân trung, chúng ta kéo ngang ra và giữa lỗ mũi chúng ta kéo thẳng xuống. Nó sẽ nằm ngang với huyệt 63. Tiếp theo là huyệt 124 để làm an thần, giảm đau. Thì chúng ta lấy cái điểm giữa trán, tức là huyệt 103, chúng ta làm móc để chúng ta kéo ngang ra. Và bề ngoài trồng đen chúng ta sẽ kéo thẳng lên. Đó là huyệt 124. Xin lưu ý quý vị một điểm nhỏ, nếu có những người
mà mắt hơi bị lé. Mà như chúng ta đã biết, rất nhiều huyệt trong viện chẩn chúng ta dựa vào tròng đen của con mắt, thì lúc đó chúng ta xin đừng canh vào mắt lé của người ta, mà chúng ta phải canh vào giữa khuôn mắt để lấy cho chính xác. Và cách thứ hai nữa là chúng ta dựa vào khái niệm sinh huyệt như chúng ta đã biết. Huyệt tiếp theo là huyệt 34 trên hai đầu chân mày. Và cuối cùng chúng ta sẽ bấm huyệt số 0. Chúng ta vừa xong bài thực hành về đau bụng kinh, thì chúng ta cần làm thêm tại vùng bụng là chườm nóng, hơ máy xé tóc, hoặc là chúng ta có ngày cú, chúng ta dùng ngày cú. Thì xin lưu ý quý vị là ở trên thị trường nó có nhiều cái sản phẩm để chườm nóng, quý vị có thể dùng bất cứ cái sản phẩm nào. Quý vị nằm, quý vị chườm nóng vùng bụng thì cái tác dụng nóng nó sẽ làm lưu thông máu huyết, nó làm chúng ta tuần hoàn máu, làm giảm đau. Còn với lại quý vị nghỉ ngơi, cũng xin lưu ý viện chẩn hỗ trợ tốt trong vấn đề giảm đau, làm giảm triệu chứng. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không đi khám tổng quát ở bệnh viện và theo chỉ định của bác sĩ, vì đó nhiều khi là những nguyên nhân có thể nguy hiểm. Chúng ta cần phải kết hợp cả viện chẩn và Tây y hoặc Đông y. Thì như tinh thần của thầy tổ là chữ tùy. Vấn đề không phải là đúng sai ở đây, mà vấn đề là hợp. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp quý vị ở những số sau.